Lần đầu tiên Hằng tới đây á, là nhà công sửa gần xong rồi nên là cứ tự hiện trạng lúc mới mua nó cũng ổn áp lắm. Ai về nhà Hồng cho xem ảnh trước khi sửa là hú hồn luôn. Đây là hình ảnh trước khi cải tạo nè mọi người. Lô đất này rộng tới 1000m² lận. Lúc Hằng mua là có sẵn một căn nhà cấp 4 tầm khoảng 60m² như thế này nè. Đợt đó gần Tết và Hằng lại muốn có nhà để ăn Tết luôn nên là bà Hồng đã không có đập đi để xây lại mà quyết định giữ lại cái móng và kết cấu nhà, chỉ đọc thâm một số bức tường để tạo thêm không gian thoáng mát hơn thôi. Bà kêu là em có hơn 10 năm kinh nghiệm bán nội thất phòng ngủ rồi nên là không cần phải thuê kiến trúc sư, tự ra ý tưởng rồi cho thợ làm thôi. Còn dặn là chị hai nhớ làm video giới thiệu cho em để em bán được chăn ga gối nệm nha. Nói vậy á mà Hằng kêu tạo shop online đi, rồi Hằng làm video bán giùm cho thì lại kêu bận đi đẻ rồi. 4 năm bà đẻ 3 đứa, nội mà lo chăm tụi nhỏ bệnh không á là cũng hết ngày rồi. Tuy nhỏ và đơn giản mà vẫn có đủ 2 phòng ngủ nha, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Nhà tắm và nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng rãi, cái bếp nhỏ xíu à mà bà tích hợp đầy đủ từ máy hút mùi nè, tủ lạnh ong, kệ để đồ rất là gọn gàng và ngăn nắp nữa. Thời gian cải tạo nhà chắc tầm 2-3 tuần gì thôi, nhưng mà cái chiếm nhiều thời gian và chi phí nhất đó là làm sân và cổng, vừa đổ đất nâng nề nè, vừa xây tường và làm tiểu cảnh, tốn hơn một nửa chi phí cải tạo luôn á. Phần đất còn lại ở phía sau á thì tụi Hằng trồng đủ là cây ăn trái lâu năm luôn, để sau này mỗi kỳ nghỉ hè tụi nhỏ về quê thì có nơi để trèo cây hái quả. Tuy là cây mới trồng chưa có ra lá, ban ngày thì còn hơi nắng và ông Thành về là chỉ thích ở nhà thôi, không có thích đi đâu nữa hết trơn á.